trời ơi, trắng cả mặt nước luôn kìa. Dạ bắt nó ơi. Ô ăn đi mấy nhỏ. Ôi trời ơi. Ô cá heo nhiều quá rồi kìa kìa, phải không? Đó, bây giờ tụi nó bắt đầu ăn ra nè, chưa? Tụi anh chị có thấy được cái gì không? Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Chợ Mới của tỉnh An Giang. Vào hôm nay là một trong những ngày giữa tháng 8, là một trong ở miền Tây thì dạo này nước lên cũng khá là nhiều đó cô bác quý anh chị. Và chắc có lẽ là cô bác quý anh chị sẽ bỡ ngỡ khi mà đàn cá sáo ở đây có thể là gọi chúng vào tầng ở trong nhà để ở trong tại nơi này nè cô bác quý anh chị. Và để hiểu thực hư về cái câu chuyện mà đàn cá vào tận nhà dân và có thể gọi nôm na một cách là có thể hiểu được tiếng người, và tụi nó cứ tập trung ở đây. Và đây là chú Sáu, một cô chú mà có thể dẫn dụ đàn cá vô tận ở trong nhà này, sống như là một người bạn. Con chào chú Sáu hả chú Sáu? Dạ. Con chào chú Sáu. Chú Sáu năm nay là bao nhiêu tuổi rồi chú Sáu? 33. Dạ con thấy chú Sáu mặc cái áo này là chú bên Đậu Hảo hả? Dạ. Dạ. Cái đàn cá này là bao lâu rồi chú Sáu? 2 năm rưỡi rồi. 2 năm rưỡi rồi. Hiện nay là ở dưới này là bao nhiêu tấn cá? Con thấy ở ngoài kia là nước lớn quá, là cá ngoài đó từ ngoài sông đó vô đây hay sao chú? Tự nhiên hết ha. Khoảng 100 tấn á. Khoảng 100 tấn hả chú? Rồi làm gì để mà mình có vốn để mình nuôi hết 100 tấn cá này chú? Có tiền á. Mình trang trải ăn đồ phụ vô chứ đâu có nổi. Dạ con thấy cá dưới quá trời. Chú Sáu có thể cho con thấy tận mắt 100 tấn cá nó sẽ như thế nào không chú Sáu? Ở ngoài kia đi vô hả chú Sáu? Dạ. Ô cái chân của chú Sáu bị gì á? Dạ. Gãi cho cá ăn bị thương hả? Ô nghe tiếng niệm Phật luôn kìa. Đó. Ôi trời ơi. Khủng khiếp không? Cá biết nghe kinh luôn hả chú Sáu? Trời ơi. Ô 100 tấn hả chú Sáu? Cái này là cá hoàn toàn tự nhiên hết, không có mua gì hết trơn hả chú Sáu? Có cá he nè hả chú Sáu? Đủ loại cá luôn. Hình như là ở đây cái con sông này ngay tại khúc này là lúc trước là sạt lở hả chú Sáu? Sông Vàm Nao. Ồ khủng khiếp không? Trời ơi. Chú Sáu coi cá này như người bạn vậy ha. Cá he nhiều quá chú Sáu. Ôi trời ơi trời, khủng khiếp không? 100 tấn cá từ ngoài con sông Vàm Nao mà nó vô đây nó hội tụ để nó bầu bạn á. Đây nè, nghe kinh luôn nè, cô bác anh chị thấy không? Nghe tiếng niệm Phật. Ồ. Trời ơi. Ôi, nó vô nhà này luôn hay sao chú Sáu? Trời ơi. 2 năm rưỡi rồi. Một lúc đầu là nó vô nhiều không chú Sáu? Dạ. Giờ nó nhiều rồi. Ồ, thức ăn đó cô bác anh chị thấy không? Để con phụ chó. Này 25 kg lận. Cho lần ăn là một bao vậy hay sao chú Sáu? Nhưng mà một lần chú Sáu cho ăn là một bao không? Cái chân của chú Sáu bị gì luôn? Lấy cái thau. Mỗi lần nước lên là cá nó nhiều hay sao chú Sáu? Nhưng mà nó trên mê nó về. Dạ. Đây là một người đàn ông mà có thể dẫn dụ hàng trăm con cá nó về đây, nó hội tụ cùng với chú. Mỗi bao thức ăn này là bao nhiêu tiền chú Sáu? 320. Con chỉ có một thai là con gãi nó làm gì được không? Ở trong nhà có không Sáu? Ồ, dạ. Ừ. Nó có lên đây được chú Sáu? Ô, quá trời nhiều luôn à. Giữa tháng 7 như thế này á, rất là nhiều người phóng sinh cá. Mà hôm nay thì chú gặp chú Sáu lại dẫn dụ hàng trăm con cá, tấn cá mà nó vô này, thì phải nói là một điều gì đó rất là hoan hỷ đúng không? Trời ơi ơi, hơn nuôi trong hầm nữa. Thậm chí ở đây cũng có nữa nè nha, trong nhà nè. Ồ, thấy không? Kinh khủng không? Ồ, này ăn này là kiểu là ăn này nó không thấm điếc gì đó hết chứ sao? Cô bác anh chị có thể về ngay tại bến đò bến phà Thuận Giang á, là hỏi chú Sáu là người ta biết hết nè. Trời ơi trời, còn hơn cá nuôi bè đó. Ôi trời ơi, trắng cả mặt nước luôn kìa. Dạ, bắt nó. Ơi ê, ta gờ Vi ơi. Ôi trời ơi trời, nó thân thiện rồi chú Sáu. Nè, nó thấy rồi chưa? Chú Sáu bắt cho con coi với. Trời ơi, cái con này bự lắm. Chú Sáu nuôi cá vậy, cho nó ăn gì thấy vui không? Vui. Ôi trời, ướt mình hết. À. Ôi, khủng khiếp quá. Nhưng mà mình lội xuống dưới là mình có đụng nó không chú Sáu? Lội dưới hả? Ôi trời, nó bò vô nhà luôn rồi. Ôi trời ơi, nó bò nó vô nhà kìa chú Sáu. Nó lội vô nhà kìa. Bây giờ nó tràn vô nhà luôn, cho con đẩy đây cho tụi nó ăn no nê kìa. Cá với số lượng lớn như thế này cho nó ăn một bao 25 kg thì không thấm thiết gì nó. Phải ăn rau sống đêm mà chú Sáu. Trời ơi, tụi nó đói quá, ướt mình hết. Ôi trời. Ôi, khủng khiếp thiệt. Trời ơi, mấy con cá he là nó ăn thức ăn ở dưới hả chú Sáu? Dạ. Con cá cha nó giành giật ăn, con cá he nó ăn đâu được đâu. Nó nhiều quá. Trời. Khủng khiếp thiệt hả? Rồi con thấy nhà nó ăn không chú Sáu? Bắt đầu nó vô nhà nè. Ăn đút cho cá ăn luôn nè. Đó. Ăn đi cá. Ăn đi. Ướt mày. Trời ơi, nó văng ướt mái luôn. Ở đây nè, cô bác anh chị thấy trong nhà chủ Bùi Hồn mới lội ha. Cá he vô nhà luôn đúng không? Cũng hiếp chưa? Đây này. Có con cá cha nè. Nè, nó nằm ở đây luôn nè. Có một cái đốm trắng ở đây nè, nó thấy không? Nè, ăn đi ngọt. Ôi, ăn đi. Ăn đi. nó cắn cái bài. Dạ. Ước mình hết rồi. Ước mình. Ôi trời. Ôi trời. Em này nè. Dạ. Vô nhà luôn rồi. Làm sao mà chú Sáu dụ nó hay dữ chú Sáu. Chú Sáu có phát cái tâm niệm gì không? À, thương nó nguyện về đây nuôi cho. Dạ nguyện về đây thì chú Sáu sẽ nuôi hết luôn. Nhìn thấy cá này hoan hỷ ha, giữa tháng 7 như thế này mọi người ăn chay á. Nên là nữ thấy hàng trăm tấn cá như thế này mà nó lội xôn xao dưới nhìn hoan hỷ ghê á. Ô, ướp mình hết, mỗi khi nước lên là cá nó vô nhà theo luôn hả chú Sáu? Cho con bóc miếng với chú Sáu. Con thấy tụi nó còn thương quá. Thấy này cái hết muốn ăn cá cha luôn. Đó, nó vô nhà rồi nè. Đó. Ôi trời ơi, trời ơi, trời ơi. Có bao giờ người ta đánh bắt đồ không cho chú Sáu? Đánh bắt lén á. Có công an bảo vệ hả chú Sáu? À, được chính quyền tham gia bảo vệ rồi ha. Dạ. Con đẩy vô đó nha. Ô, ăn đi mấy nhỏ. Ôi trời ơi. Ô, cá he nhiều quá kìa kìa. Phải không? Đó, bây giờ tụi nó bắt đầu ăn ra nè. Nè, nó đói lắm, để con đút nó miếng, chú Sáu rồi. Chiều nước lớn lên là nó nước ăn nó trôi lại nó ăn hết hả chú Sáu? Nó làm mình sợ luôn á. Ôi trời. Quá trời nhiều luôn. Ở ngoài kia là còn khủng khiếp nữa hả chú Sáu? Thấy mặt đất ở ngoài này nè nó nhiều lắm á. Ồ. Ra ngoài này thấy cái này cá ha. Cô báo quý chị thấy biết luôn. Phải nói là hàng trăm tấn cá. Để cá he nhiều không? Ờ. Ô. Hoan hỉ không cô bán quý chị? Ờ. Con cá he con nào con nấy to không hả chú Sáu? Còn chú Sáu đặc biệt là thấy được con cá he nhiều quá. Cái con cá he đuôi nó đỏ đỏ nhìn dễ thương ghê. Ô. Ôi trời nó nhảy kìa. Ồ, con cá nào nó bự nhất là khoảng bao nhiêu ký hả chú Sáu? Ba mấy ký, còn cá cha. Ba mấy ký hả? Cá cha mấy ký nhiều lắm. Dạ. Kìa ở ngoài đó là khu vực sạt lở hả chú Sáu? Không rõ về thì tôi vô bắt. Dạ. Ướt mình hết luôn rồi. Ở bùi hồ ướt mình hết cô bán kinh gì rồi. Chú Sáu kêu là bùi hồ bắt nó thử rồi. Bùi hồ bắt nó thấy nó ngoan ngoãn lắm. Đây đó chú Sáu. Một bao thức ăn này 250.000. À. Ủa 320.000. Ăn đi nhỏ. Ăn đi nhỏ. Dạ. Ô, dễ thương ha. Chú Sáu đúng là thân thiện với đàn cá quá. Hồi đó giờ mình cũng đi quay nhiều đàn cá như thế này, nhưng mà thấy đàn cá của chú Sáu là chắc là nhiều nhất luôn á cô bác anh chị. Mà chú Sáu bắt dễ lắm. Ở An Giang này không biết lý do tại sao mà hàng trăm tấn cá nó cứ tập trung như thế này à. Bữa nay nó về nhiều lắm. Bữa nay nhiều lắm hả chú? Hàng năm là cá giờ nhiều càng nhiều hơn ha. Ồ. Ôi trời ơi trời ơi trời. Ôi ôi đừng tấn công nha. Con cá này là loại cá ăn thịt giặt, phải mà loại cá ăn động giặt chắc rớt dưới chứ không còn cái chân luôn á. Ôi ôi. Nè con nó quậy một cái á. Ờ, tụi nó nè. Ô. Chú trắng số nước luôn rồi. Ôi nó đang làm gì vậy? Ờ, quá rồi mọi cô bác anh chị ơi. Có về đây mà thưởng thức đàn cá, coi đàn cá của chú Sáu ha. À nè coi tụi nó quậy nè. Ô. cái tiếng la của mình á, của mùi hồ á, nó không lớn bằng cái tiếng quẩy cái đuôi của con cá nữa. Ôi trời ơi, trời ơi, ngày nào cũng cho ăn mà nó vậy đó hả chú Sáu? Xấu tính quá, dành ăn quá. Khủng khiếp hả chú Sáu hả? Có bao giờ nó tụi nó dành ăn quá mà tụi nó có. Đây đây đây. Dạ. Nó nghe mùi nó bắt mùi lại. Nè, ăn đi nhỏ. Mấy em nhỏ ăn không được. Không dành lợi mấy em lớn. Mấy em lớn quá dành rồi. Dạ. Tôi sợ nó văng quá. Dạ. Nè, ăn đi để tao bắt. Vui thiệt, vui thiệt. Ồ, nó gãy kinh khủng luôn. Nhưng mà cái như tắm luôn rồi, như tắm luôn rồi, còn như tắm luôn rồi chú Sáu ơi. Nè, cho nó trắng xó nước một vùng nữa này nha. Đó, kìa. Tụi anh chị có thấy được cái gì không? Thôi dễ thương quá. Nó nổi hồi sớm giờ gần hết rồi, một bao thức ăn. Nè nè, có một cái con này nè. Đó. Nè ăn đi em. Ăn đi em. Đó, em ăn đi. Em khô em đổ vô đây em dành nè. Khỏi dành như người ta. Nó vô nhà luôn á. Đó. Đó, ăn đi. Đó. Mấy em này khôn nhất ở trong bầy luôn á. Núp vô kính mà ăn. Cho ta gồm đi cái. Ướt mình hết luôn. Năm rồi là nó nhiều như vậy không chú Sáu? Năm rồi là bao nhiêu tấn? Ôi trời, ôi trời. Ui giật mình luôn. Mình hết rồi. Ôi. Ôi trời. Ây da. Tụi nó dữ quá. Đây thứ này coi bám mình, cá he trong này nhiều lắm nha. Đây. Đây. Ôi, ở này hiền hơn tí xíu. Mày này sóng gió quá, hiền lên nên cá he nó vô nhà nó ăn nhiều hơn. Còn ở mày lấy con quỷ này đi. Kinh khủng không? Ôi. Ôi trời. Kinh khủng tụi nó thiệt. Cái nữa đi ha. Nhiều lắm. Ôi trời, nha thấy nó thương làm sao đó. Cảm ơn chú Sáu. Ừ. Có bao giờ mà thấy cá số lượng nó nhiều như thế này không cô bác anh chị? Bắt nó nè. Nhưng mà mình ở đây mình bắt mình không có ăn thịt nha. Bắt cho cả nhà xem thôi. Ây. Ây da. Ây. Ây. Con cá này to. À. Dạ. Con sợ trúng cây á. Sợ trúng cây nó đau. Nhưng mà nó dãy quá trời. Dễ quá trời luôn à. Cái này người ta cho rau ăn thêm hay không chú Sáu? Hạt nhiêu? 20 tấn rau hả? Ôi trời ơi. Khủng khiếp không? Quá ước mình luôn chú Sáu ơi. Ở trong nhà vẫn tối nha. Rồi, thôi chú Sáu ơi, cho nó ăn nhiêu được rồi. Cho nó ăn hồi hết bao này luôn á. Ta rẹn, hãy cho mi ăn cái nữa. Ok. Chú Sáu làm cái công việc gì mà để mà duy trì nuôi hàng trăm tấn cá như thế này chú Sáu? Cá. Dạ. Có xà lan chở cá. Có xà lan ha. À, kinh tế của chú Sáu là cũng chủ động được, nên là nữ là một phát tâm nguyện để nuôi cá này, lấy cá làm niềm vui ha chú Sáu. Hôm nay con đến đây được chiêm ngưỡng với 100 tấn cá như thế này trên cái dòng sông mà phải nói là cực kỳ nước xoáy như thế này á. Thì được chú Sáu cho con chiêm ngưỡng như thế này, con thấy hoan hỷ quá. Đầu sông Dầm Nao. Đầu sông Dầm Nao. Cái đầu 5 chèo ở đây luôn á. Dạ. Thầy nói nghe mình không biết nha. Dạ. Con cũng thay mặt tất cả cô chú anh chị xin chúc cho chú Sáu luôn có sức khỏe dồi dào. Con cảm ơn chú Sáu đã nhín cái thời gian quý báu của mình để cho con chia sẻ thước phim này á đến tất cả cô bác quý anh chị để có thể biết được về một ông cụ dặn dụ hàng trăm tấn cá vào để bầu bạn hàng ngày như thế này ha chú Sáu. Dạ. Thôi bây giờ con cho nó ăn miếng nữa để chợt cũng như là clip cái đoạn này là chợt kết thúc. Tạm biệt. Có nhân viên nó mình rủ nó về. Dạ. Không nhiều đi. Dạ. Đây gần hết nửa bao rồi. Ủa này nó ăn dữ quá. Rồi một cái nữa nha. Ăn trưa đi. Rồi, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các cô bác quý anh chị ở video clip sau. Đừng quên đăng ký kênh, like, share, chia sẻ và ủng hộ Bùi Hồ để chia sẻ những cái clip hay hơn ha. Xin chào. Rồi, thưa ông Sáu con về, mai mốt con sẽ qua lại thăm ông Sáu nữa ha.